Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Người Cao Tuổi của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào Người Cao Tuổi thi đua làm kinh tế giỏi được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi có ý chí và nghị lực, tinh thần quyết tâm vượt khó, tận dụng điều kiện thổ nhưỡng, phát triển kinh tế gia đình, làm ra sản phẩm, phục vụ xã hội, mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình. Ông Cao Xuân Trường ở thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng là một trong những tấm gương tiêu biểu. Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, ông đã không ngừng nỗ lực gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Năm nay đã ở tuổi 70, cái tuổi được nghỉ ngơi, nhưng ông Cao Xuân Trường vẫn rất nhanh nhẹn và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, cống hiến sức lực cho xã hội. Năm 1982, rời quân ngũ về địa phương với mong muốn phát triển kinh tế, làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Ông Trường đã khai hoang được gần 5 hecta để sinh sống và chăn nuôi, trồng rừng tại thôn Nậm Dồ, xã Xuân Quang. Vốn là người lính Cụ Hồ, không chịu khuất phục trước gian khó, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng của địa phương phù hợp với cây công nghiệp như quế, mỡ. Sau khi khai hoang xong, ông cùng với gia đình chọn cây quế để phát triển kinh tế. Với ý chí và nghị lực, ông cùng các thành viên trong gia đình không quản ngày đêm bỏ công sức cải tạo, quy hoạch đất đai và chăm sóc cây quế. Bản thân ông cũng không ngừng tìm hiểu về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây quế qua sách báo và các lớp tập huấn do huyện xã tổ chức. Đất không phụ công người, diện tích trồng quế của gia đình ông Trường ngày một tăng lên. Sau mỗi lần thu hoạch, ông lại cải tạo đất để trồng mới cây quế. Tới đây, ông đã bán một số quế lâu năm và thu về gần 500 triệu đồng. Hiện tại gia đình ông vẫn còn hơn 2 vạn gốc quế đang sinh trưởng phát triển tốt. Có thể nói sau nhiều năm miệt mài, kinh tế đồi rừng đã mang lại thu nhập cao cho gia đình ông. Ngoài ra tận dụng diện tích đất của nhà, ông còn trồng trên 200 gốc na. Đây là giống na dai bản địa, thơm, ngọt, rất được khách hàng yêu thích. Vào vụ thu hoạch, mỗi cân na với giá bán là trên dưới 40.000 đồng mỗi 1 kg, cũng đã mang lại cho gia đình một nguồn thu nhập kha khá. Không chỉ dừng lại ở đó, còn sức là còn lao động, ông và gia đình tiếp tục đầu tư xây chuồng trại hiện đại, các loại máy móc, con giống, vật nuôi. Sau những lần xuất bán, đến nay gia đình ông còn hơn 20 con lợn, cả lợn nái và lợn con. Đàn bò 20 con mới được xuất bán, giờ thì còn 4 con. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm gia cầm để phục vụ nhu cầu của gia đình mình. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào trong sản xuất, chăn nuôi, cùng với phương châm lấy ngắn nuôi dài, nên thu nhập từ chăn nuôi của gia đình ông ngày càng tăng. Do không phải vay vốn để làm kinh tế, không phải thuê nhân công mà tận dụng nguồn lao động của gia đình, nên hàng năm, sau khi trừ đi chi phí, ông cũng thu lãi trên 300 triệu đồng. Tôi ấp ủ từ thời tôi ở bộ đội kia. Đến khi lúc mà tôi kết hợp tôi ra quân thì tôi về là về đất đồng rừng về thuộc ở Bảo Thắng này và xã Xuân Quang, thì tôi ước mơ là thứ nhất là chỉ ước mơ trồng cây quế, bởi vì cây quế nó không bị lạc hậu. Thế đến nay là tôi đã trồng tất cả khoảng thu hoạch rồi, còn bây giờ còn khoảng 3 hecta nữa. Thế thì tôi đợt vừa rồi đây tôi cũng thu hoạch được một đợt khoảng hơn 400 triệu, gần 500 triệu. Đấy. Thế là lợn gà nói chung là cả năm thì tính các loại cây vào từ năm 2019 đổ về đây là mỗi một năm là tôi thu hoạch gần 300 triệu. Thế là tiền dư ra đấy. Tôi vẫn còn ước mơ là làm thế nào mình làm được đến đâu là để phục vụ cho bản thân và đỡ cho các con các cháu đỡ khổ, thì là cũng lại cộng lực mới đỡ xã hội, đỡ phải lo về mình. Đấy, tôi là muốn là như thế. Thế còn làm được đến đâu là cố gắng, còn không làm được phải chịu, bởi tuổi thì cao, sức thì cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nên thực sự ra cũng trải qua là thời kỳ chiến tranh bộ đội rồi, cũng đến khi tôi về là cũng sức cũng đã kém rồi. Nên chẳng qua là cố gắng để mà làm vươn tới đến cái mục đích như thế này. Đấy. Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống ông luôn gương mẫu, vận động gia đình, con cháu, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện nay vợ chồng ông đang sinh sống cùng với mẹ, đã gần 100 tuổi,
và luôn hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng để cụ luôn khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu. Bên cạnh đó, với những kinh nghiệm của người đi trước, ông đã hỗ trợ các con về đất đai, chia sẻ kinh nghiệm để các con phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu. Thì là mình về làm dâu của ông cũng được là 12 năm rồi. Thì là về thì là ông cũng thứ nhất là ông cũng cho chúng mình là cái cơ sở mặt bằng đất đai để chúng mình có cơ sở để chúng mình làm. Thứ hai nữa là ông cho chúng mình là về mặt tinh thần động viên để cho anh chị con cái có thể có tinh thần để làm và có cơ ngơi như ngày hôm nay. Mặc dù là ông bà là cũng già tuổi rồi nhưng mà thật ra là ông bà rất là chịu khó. Nắng mưa là ông bà không nghỉ đâu, lúc nào ông bà ở trên đồi. Nói chung là già thì ông bà rất là chăm chỉ. Nói chung là như con ong chăm chỉ cần cù đấy. Ông bà thì là tấm gương để cho con cái noi theo, nỗ lực để làm sao mà càng ngày là cứ còn có sức khỏe phải làm nữa là mãi. Trong gia đình là một người con, một người chồng, một người bố gương mẫu. Ngoài xã hội, ông Trường luôn tận tâm hết mình với công tác hội người cao tuổi, công tác hội cựu chiến binh tại địa phương. Ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho các cựu chiến binh, người cao tuổi đến học hỏi phát triển kinh tế, làm giàu từ trồng rừng và chăn nuôi. Học tập ông, đến nay nhiều hộ gia đình người cao tuổi trong thôn đã vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất và tinh thần đều được nâng lên. Xuân Trường này ấy, thì một gia đình rất tần tảo lao động và tham gia công tác hội của người cao tuổi, hội cựu chiến binh là luôn luôn là bám vào cái nghị quyết triển khai của hội về cái công tác xây dựng kinh tế của gia đình là rất tốt, kể cả con cái phát triển cũng tốt. Hai nữa là về vấn đề nguồn thu của gia đình, nhà đồng chí là cứ thường thường là vượt những cái mức của thôn bản đề ra và có chí hướng làm giàu bằng sức lao động, bằng cái đầu óc, góp phần vào cái công tác xã hội, làm đẹp cho xã hội được. Tôi cũng trồng rừng cũng mới được vài năm nay thôi, thì cũng học hỏi ông ấy được nhiều cái và những các cái cây cối nó đem lại cái kinh tế thì gia đình nhà tôi cũng đã học hỏi và cũng đã tiến hành là có vài hecta đất rừng cũng đã trồng. Với những đóng góp của mình, những năm qua ông Cao Xuân Trường luôn là tấm gương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi của hội người cao tuổi cấp xã, cấp huyện. Đó là động lực quan trọng để ông tiếp tục phấn đấu, là tấm gương mẫu mực trong gia đình và cộng đồng thôn xóm. Tôi thực hiện là trách nhiệm của người cao tuổi, đấy cũng thuộc về là trách nhiệm, chứ không thể ỷ lại các con các cháu được. Mình tuổi cao mà cứ bảo ỷ lại là tôi không ỷ lại, để tự lực cánh sinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đấy. Mà để làm gương cho các con các cháu, để học tập tính ông, về sau này các con các cháu cứ phát triển như thế. Thứ hai là các con các cháu là nói chung về ảnh hưởng pháp luật là không ai làm ảnh hưởng pháp luật. Các con các cháu nói chung là tốt trong xã hội. Tôi đặt mục tiêu là để trồng tiếp cái số cây là khoảng 1 vạn cây quế tiếp. Đấy, là chăm dãm cho nó tưởng tế thôi. Hai vợ chồng là ông Cao Xuân Trường này là hội viên người cao tuổi thuộc thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Trong những năm qua thì hai vợ chồng ông Cao Xuân Trường này cũng là một cái nhân tố tích cực để cho hội người cao tuổi xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng nói riêng để học tập cái mô hình chăn nuôi rừng, vườn và sản xuất kinh doanh giỏi. Trong những năm qua đều chấp hành tốt chính sách của Đảng và nhà nước, hay là cái luật và điều lệ của hội người cao tuổi cũng phổ biến cho một số các hội viên người cao tuổi khác học tập và làm theo cái mô hình kinh doanh sản xuất giỏi. Hai vợ chồng Cao Xuân Trường này cũng là một người cao tuổi gương mẫu trong gia đình và xã hội, dạy bảo con cháu, các con cũng đều tham gia công tác nhà nước cùng với lại chăn nuôi sản xuất kinh doanh giỏi. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được đông đảo người cao tuổi hưởng ứng, phát triển mạnh cả bề chiều rộng và chiều sâu, tạo ra sức lan tỏa rộng trên nhiều lĩnh vực. Những người cao tuổi như ông Trường đã thực hiện được phương châm tuổi cao, chí càng cao, cùng con cháu lao động trong điều kiện cho phép để có thể phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình tạp chí Người Cao Tuổi của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.